both rock my high. Yeah.
Singapore airport គេហ្នឹងធំណាស់ជាមួយខ្ញុំបើហាកាគេណាស់អាស្កាយថាជួយកោអាប់ទៅមកជួនទៀតមកបានឃើញSo Very nice. And then let's see, just a normal spot. And then it's not that one. Lawyer, cool.So it looked like Las Vegas, all the city. So nice. Nice stop.
Oh my god, the line turns. Shoot, man, turn on the phone. Wow. Cute. Look at this. This is so cute. Club for us. Cool.
shoot. Sad, I won't go on. Mau sa 7-Eleven ni Singapore tính thay cả bỏ mọi mã nè sau tức ấy cái là bài lại muốn mà to lời bình thái tao hổ ê nhảm local food nên chưa sợ tha kia nhóm ôn đi đa tập làm ở tí đó cột đài thì yeah. À, đây là chất cả lại kê we can no. Nhóm đa mơ mà chôm sân hết cho nhóm tình ấy phật tình ấy nhàm thu nhóm ấy tục ấy tê chân phê nghe rõm than mơ chứ tết đôi nơi ở xem riệp xem hiệp dễ không bọn được a lot of restaurant được bắt đầy mình bắt đầy mà ăn cả lại đó nè chị ta sẽ có phép nhóm ta cả lại nâng local bụi chân chân món ăn chân vì chân ngán như authentic á cả lộ vậy đã hai chất hồ tai nhậm đây chúng ta phải làm đi tì chất đấy thì ai mong nè oh look at all the desserts so yummy something